khi mà nói về người còn lại á thì nhận xét gì về Nam Anh? Nam Anh có giống cái tính của nam em không? À, em nói thiệt, có những lúc muốn quánh cho bầm mặt chứ sợ khó ưa. Khó ưa hả? Sao khó ưa? Ăn không ở đổi, ngày xưa ở chung ta nói về tới nhà là muốn quánh vô mặt à. Mà mở miệng câu nào ra là câu đó vô duyên hả? Không hiểu sao. Rồi sau đó khi lăn lộn ngoài đời, cảm thấy cuộc sống quá bế tắc thì bắt đầu thay đổi tâm tính, thì giờ mới nói chuyện được đó. Nhưng mà điều gì đã làm cho Nam Anh đi? Tại sao mà thay đổi? Dạ, tức nghĩa là trước đây thì em với Nam em thì có những cái bất đồng quan điểm, nên thành ra là em không có chung một mái nhà. À, vậy dạ. Hả? Thì sau đó khoảng thời gian sống ở ngoài bôn ba, rồi mình cũng làm nghề, mình cũng hiểu được cái cảm xúc là khi làm nghề nhiều khi mình stress, rồi mình mới bắt đầu mình thông cảm được, rồi bắt đầu lúc đó mình mới hiểu cho nhau. Rồi còn Nam em đã thay đổi như thế nào mà để cho Nam Anh có thể mà hòa thuận luôn, nói chuyện được với nhau? Thật ra thì em không biết là riêng cá nhân em thì khi mà mình ở mức độ mình mới chớm nở trong cái showbiz, mình mới nổi tiếng nhẹ thôi, thì mình hình thành một cái tính cách nó hơi ương ngạo một chút xíu, hình như là lúc đó em hơi chênh mây. Em bắt buộc là mọi người phải theo em và mọi người bắt buộc phải theo đúng ý của mình. Nhưng mình không biết là người ta đã hiểu mình chưa mà mình đòi hỏi quá lớn. Thời điểm đó em sống cầu toàn kinh khủng khiếp. Có nghĩa là điều gì của em nói ra đều đúng hết. Ví dụ ngày hôm nay em tới phim trường trễ đi, nếu mà em của ngày xưa em sẽ rất khó chịu. Trời ơi, tại sao hôm nay tôi lại xui xẻo, tôi lại không có tài xế, tại sao tôi lại đi lộn chỗ này kia kia nọ. Thì em sẽ bước vô ở đây với một cái tâm lý là khó chịu, tại sao cuộc đời lại đối xử với tôi như vậy. Còn bây giờ thì khác. Thường người ta không thích là mình đi sau cái bóng của một ai đó. Nhưng mà nếu mà người ta nói là cái thành công của em là một phần nhờ thành công của em như vậy á, em có cảm thấy chạnh lòng không? Không chạnh lòng là nói sai chín mấy phần trăm, cũng có một phần trăm nhỏ chạnh lòng à. Nhưng mà mình biến cái chạnh lòng đó thành cái động lực chị. Tại vì nếu như mà nhiều khi là không nhờ Nam em lại không giảm cân được. Tại vì lúc đó em khá là mập. Dạ. Chứ bây giờ bà ốm tôi mập, tôi có giảm nổi đâu. Em đã có cảm thấy hối hận hay là hối tiếc gì tất cả những chuyện mình đã qua không? Em nghĩ là chuyện qua rồi thì nó không quay lại được. Có thời gian em stress tới nỗi mà em kiểu như mình nhìn đâu mình cũng thấy là mình không còn đường để quay lại á. Nhưng mà sau đó mình tu tâm dưỡng tính lại, mình sống một cuộc sống nó tích cực, thì mình cảm thấy là mình vẫn còn có một động lực, mình vẫn còn có một niềm tin trong cuộc sống. Chứ em nói giai đoạn đó là em nào cũng, em cứ sống theo kiểu lình bền, nhiều khi ngủ dậy 1-2 giờ trưa, có khi ngủ tới 7 giờ tối luôn, dậy vẫn không biết làm gì, thôi ngủ tiếp luôn. Khi mà mình nghĩ những điều tiêu cực á, thì những cái điều tiêu cực nó sẽ đến với mình. Còn nếu như mình nghĩ những cái điều tích cực á, thì những điều may mắn nó sẽ tới. Cái đó là quy luật tự nhiên thôi, dạng không, luật. Cái đó em phải công nhận. Đúng rồi. Cái đó mình phải tin. Tại vì lúc mà em nghĩ tiêu cực toàn gì tới đâu không à. Và khi em bắt đầu em thay đổi cái suy nghĩ đó thì mình cảm thấy cuộc đời, ví dụ giờ mình có té, mình đập cái mặt xuống, gãi cái mũi mình cũng vui nữa. Ủa em ơi, khi gãy cái mũi sao mà vui được cưng? Thì mình nghĩ tích cực, mình sẽ đi sửa mũi để có cái mũi đẹp hơn. Nghĩ tích cực quá đó. Và khi mà Nam em gặp rắc rối về những cái khó khăn đó thì Nam Anh đã làm gì cho Nam em? Trời ơi, nói về cũng hay hơi mắc cỡ quá trời. Tại vì em thực tế em không có làm gì hết đó, tự bà Nam em vươn lên à. Tại vì lúc đó thì nói thẳng ra thì em cũng có một mối tình. Thì sau khoảng thời gian cũng như, kiểu như mình không hợp tính cách, rồi không hợp nhiều chuyện, nên là quyết định là đường ai nấy đi. Thì sau đó là em mới về, em ở với đây, em nói thẳng ra về ở được mấy tháng rồi chị? Ai biết đâu trời. Dạ, chắc cũng tầm khoảng mấy tháng nay thôi. Dạ. Bây giờ cuối cùng đã chấm dứt được mối tình đó. Dạ. Chấm dứt một cách ngọt ngào đúng không? Dạ, mình cố gắng cảm nhận nó ngọt thì nó ngọt ạ. Rồi,
thì thôi, nhưng mà chúc cho hai chị em sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho mình ha. Bây giờ quan trọng là hai chị em đã ngồi lại với nhau, chứ thời gian trước mà theo dõi thấy hai chị em không thích nhau là thấy sai rồi đó. Chị em mình phải quý nhau, dù có khó khăn như thế nào cũng phải ở bên cạnh nhau. Sao cho em có ý kiến? Ý kiến gì? Thật ra là chị em của tụi em rất là thân luôn. Chị em tại vì cuộc đời khi mà mình lớn lên mình bước ra gặp nhiều sóng gió quá nên mình chỉ chết, nên là vui quá, bắn nhau chia cho vui.